Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Lo tạo phản, dẹp chung con, Tổng Bí thư tái xuất nơi đại hội. Vào sáng ngày 12 tháng 10 năm 2020, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc với sự tham dự của một lượng đông đảo chưa từng có các lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Sau khi ông Chu Ngọc Anh nhận chức Chủ tịch Hà Nội thì báo chí cũng đồng loạt đưa tin rằng đơn xin tại ngoại để chữa bệnh ung thư của ông Nguyễn Đức Chung đã bị bác bỏ với lý do sai phạm của ông là rất nghiêm trọng. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến tham dự đại hội. Dự đại hội Đảng bộ Hà Nội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các quan chức cấp cao khác như nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và 497 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 45 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội. Phát biểu khai mạc tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thủ đô đã thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, đạt được nhiều kết quả khả quan với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước. Theo ông Vương Đình Huệ, kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển ấn tượng, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo trong mọi tình huống. Diện mạo thủ đô, nông thôn có bước chuyển biến mới, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn, khang trang, hiện đại hơn. Ông Huệ cũng khẳng định, để có được những kết quả trên nhờ bài học dân là gốc. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng Hà Nội có tốc độ tăng trưởng khá nhưng chưa tạo được các đột phá lớn, chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của thành phố. Theo báo cáo chính trị trình tại đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế thủ đô đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2016-2020 tổng sản phẩm trên địa bàn tăng khoảng 7,3%, đạt mục tiêu đề ra là 7,3-7,8% và cao hơn giai đoạn 2011-2015 là 6,9%. Báo cáo chính trị cũng nêu mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa và thu nhập đầu người đạt 8.300-8.500 đô la. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế, hoàn thành công nghiệp hóa thủ đô và thu nhập đầu người trên năm sẽ đạt tới 12.000-13.000 đô la. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa xã hội phát triển toàn diện, bền vững, là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế và thu nhập đầu người sẽ lên tới 36.000 đô la một năm. Và phải thực sự tiêu biểu, kiểu mẫu về mọi mặt là điều được đặt ra. Đây là hình ảnh toàn cảnh hội trường đại hội với đông đảo các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội phải thực hiện tiêu biểu, kiểu mẫu về mọi mặt và thành công một cách thực chất với cương vị là thủ đô trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị và hành chính quốc gia. Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng xác định quyết tâm chính trị cao trong xây dựng, phát triển thủ đô trong giai đoạn 2020 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến tận năm 2045 là gương mẫu xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Ông Huệ cũng nhấn mạnh cần chú trọng phát triển, lựa chọn những người có đức, có tài, có uy tín, triển vọng thông qua hành động thực tiễn, đảm bảo cơ cấu hợp lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Cũng tại buổi đại hội này, Tổng Bí thư ông Nguyễn Phú Trọng đã nói như sau: Hà Nội chưa khi nào có được quy mô tầm vóc vị thế như bây giờ. Người có chức vụ càng cao phải gương mẫu, nhất là ở thủ đô, ông Trọng nhấn mạnh. Vào năm 2020, Hà Nội đã trải qua nhiều biến động với các lãnh đạo Hà Nội vừa bị kỷ luật khởi tố và nhiều vụ bắt bớ các nhà bất đồng chính kiến. Cụ thể là ngày 28 tháng 8, Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố tạm giam 4 tháng ông Nguyễn Đức Chung để điều tra cáo buộc phạm tội chiếm đoạt bí mật tài liệu nhà nước. Ngoài vụ án trên, ông Nguyễn Đức Chung vốn là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội còn bị điều tra trách nhiệm liên quan đến hai vụ án khác. Thứ nhất là vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường. Đây là hình ảnh ông nguyên Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Hồi tháng 1, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Thủ tướng đã bị kỷ luật do có những vi phạm nghiêm trọng khi làm Phó Thủ tướng. Theo đó, ông Hải đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng là dự án Thisco 2. Trong quá trình chỉ đạo
thực hiện dự án mở rộng và sản xuất giai đoạn 2. Hà Nội cũng trải qua những biến động và vụ việc gây bất an trong lòng dân như vụ án Đồng Tâm, như dự án đường Cát Linh Hà Đông. Và xung đột giữa chính quyền và người dân Đồng Tâm dẫn đến cái chết của cụ Lê Đình Kình và ba chiến sĩ công an. 29 người đã bị đưa ra xét xử về tội giết người và chống người thi hành công vụ. Bên cạnh đó, chính quyền Việt Nam cũng đã gia tăng đàn áp, bắt bớ các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến. Vào sáng 24 tháng 6, gia đình nhà hoạt động Trịnh Bá Phương gồm ông, em trai Trịnh Bá Tư và mẹ là Cấn Thị Thêu bị bắt tạm giam để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hôm 7 tháng 10, Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với nhà hoạt động Phạm Thị Đoan Trang về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm và tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và báo chí Việt Nam cũng đưa tin vào sáng ngày 25 tháng 9 năm 2020, ông Trung Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, thay cho Nguyễn Đức Chung vừa bị bãi nhiệm. Đây là hình ảnh ông Trung Ngọc Anh, tân Chủ tịch thành phố Hà Nội bên trái, với ánh mắt bộc lộ sự ngưỡng vọng cao độ đối với Thủ tướng Nguyễn Văn Dũng khi đương thời. Tuy nhiên, giới quan sát không hài lòng vì việc bầu chọn chỉ có một ứng viên duy nhất và kết quả đạt 100% số phiếu bầu trong một cuộc bỏ phiếu kín. Các ý kiến cho rằng chỉ có đảng cử mà dân không bầu, việc bầu chọn như vậy là hình thức giả dối, xem thường nhân dân còn thua kém xa so với thời phong kiến. Giáo sư Mạc Văn Trang dẫn bản tin từ báo Vietnamnet để so sánh rằng nữ thị trưởng của thủ đô Tokyo, Orico, đã cạnh tranh vượt qua 21 ứng cử viên, được nhân dân bầu chọn với số phiếu suýt soát 60%. Người ta làm thị trưởng một cách công khai, đàng hoàng trước sự hân hoan của người dân đón mừng, chứ đâu phải dấm dúi như ở Việt Nam. Ông Mạc Văn Trang đã nói như vậy. Bên cạnh đó, thông tin cũng cho biết ông Nguyễn Đức Chung đã không được tại ngoại chữa bệnh vì vi phạm rất nghiêm trọng. Báo trong nước đã đưa tin như vậy vào hôm 2 tháng 10. Theo ông Tô Ân Sô, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã nhận đơn đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn với ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa bị tạm giam để điều tra liên quan đến 3 vụ án. Qua điều tra và trao đổi với Viện Kiểm sát, thấy tội chiếm đoạt bí mật nhà nước là nghiêm trọng nên trước mắt chưa giải quyết thay đổi biện pháp ngăn chặn. Ông Sô đã nói như vậy. Ông Sô cũng khẳng định Cơ quan An ninh Điều tra sẽ phối hợp cơ quan y tế để khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho ông Trung trong trại tạm giam. Ông Sô cho biết sức khỏe của ông Trung theo báo cáo của cơ quan điều tra là bình thường trong điều kiện mới. Việc điều tra hiện vẫn đang được tiếp tục liên quan tới 3 vụ án và nếu có liên quan sẽ tiếp tục điều tra thêm. Vậy là cái danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2004 và Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất vào năm 2007 và Huân chương chiến công hạng nhất cũng không cứu được Chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Điều mà dư luận quan tâm là một vị tướng công an mà khi được phong tướng là trẻ nhất của ngành, mới 46 tuổi đã có bằng tiến sĩ luật, từng được gọi là vị tướng huyền thoại với một bảng thành tích như: một là vụ án ma túy Siêng Phanh, Vũ Xuân Trường và Nguyễn Đức Chung, khi đó là đội phó đội điều tra trọng án công an Hà Nội, đơn vị trực tiếp điều tra phá án. Đây là hình ảnh Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về làng Đồng Tâm giải tỏa nút thắt khi 19 chiến sĩ bị giam giữ làm con tin vào hồi năm 2017. Theo tiết lộ của nhà báo Nguyễn Như Phong, thì ông Nguyễn Đức Chung cũng phản đối kế hoạch tấn công Đồng Tâm gây ra thảm án vào hôm 9 tháng 1 năm 2020, với quan điểm mà ông đưa ra là dân Đồng Tâm không phải là kẻ địch. Hai là vụ sát hại cả gia đình ở tiệm vàng Kim Sinh, Hà Nội. Nguyễn Đức Chung là đội trưởng đội điều tra đã trực tiếp đi bắt các đối tượng gây án ở Hà Nam. Ba là vụ Nguyễn Đức Chung điều tra vụ việc ông Nguyễn Đức Nghĩa đã cắt đầu người tình. Vụ án được phá trong vài ngày với sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Đức Chung, khi đó là phó trưởng phòng PC45 Công an Hà Nội. 4 là vụ bắt cóc con tin ở Thanh Xuân. Tướng Trung, giám đốc Công an Hà Nội đã gọi điện thuyết phục hung thủ đầu hàng. Sau đó một mình đến chỗ hung thủ đang khống chế 4 con tin, thuyết phục đầu hàng thành công. Với những ánh hào quang này bao quanh mình và Trung tưởng mình là bất khả xâm phạm, không ai dám động đến, nên bắt đầu học theo gương của các đàn anh trong ngành để leo thêm bức thang danh vọng ngày càng cao hơn. Nhưng đời ai học được chữ ngờ với một người từng được xem là ứng viên sáng giá cho chức Bộ trưởng Bộ Công an tại nhiệm kỳ tới, vì sao lại bị đột quỵ một cách đau đớn như vậy? Cái gọi là hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước chỉ là cái cớ, là một vị tướng từng làm giám đốc Công an Hà Nội, sau đó làm chủ tịch thành phố trái tim của cả nước
thì cần gì phải chiếm đoạt mới có. Và bên cạnh đó, Nguyễn Đức Chung dường như đã vướng phải tham vọng quyền lực, nhưng không đúng thời điểm. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung bên cạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với kết quả thăm dò để quy hoạch cho Ban chấp hành Trung ương khóa tới tại hội nghị diễn ra vào hồi tháng 5 năm 2020 vừa qua, có hai người đạt điểm cao nhất là Vũ Đức Đam và Nguyễn Đức Chung. Vũ Đức Đam có lọt vào Bộ Chính trị tại khóa 13 thì cũng chỉ là Phó Thủ tướng mà thôi, mây ra thì thêm hai chữ thường trực, không đe dọa đến vị trí của ai ở phe nhóm nào. Còn Chung mà vào được Bộ Chính trị, làm Bộ trưởng Công an thì ít nhất là đụng chạm hai thế lực. Một là phe Nghệ Tĩnh với sự hậu thuẫn đắc lực của người được cho là Tư Sang đang muốn đưa Phan Đình Trạc lên thay Tô Lâm. Hai là nếu Chung làm Bộ trưởng Bộ Công an thì sẽ làm sếp của tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, và ân oán giang hồ giữa hai người này thế nào thì mọi người đã rõ. Tô Lâm nói riêng và Bộ Công an nói chung phải đứng về tướng Ngọc, hơn nữa là kẻ đỡ đầu cho Chung ngoi lên là Lê Hồng Anh và Trần Đại Quang thì đã hết hạn sử dụng, tức là đã mất rồi. Không thể cứu vớt Chung tay qua nạn khỏi lúc này. Và cái tội thứ ba của Chung là sỉ nhục ngành công an như nhiều người nói. Đó là vào ngày 4 tháng 3 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn, giao thông, trật tự đô thị. Tại đây, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã chỉ rõ lãnh đạo các quận, phường, thậm chí cả ông công an địa bàn chống lưng các quán hàng, điểm trông giữ ô tô, xe máy tràn lan ở vỉa hè, lòng đường. Nguyễn Đức Chung đã nói như sau: trong số 180 quán bia vỉa hè, tôi biết có hơn 150 quán có công an đứng sau. Như báo Dân Trí đưa tin như vậy. Là một người trưởng thành và đi lên từ ngành công an mà Nguyễn Đức Chung dám vạch áo cho người xem lưng, nói như vậy thì có khác nào vào mặt ngành công an. Thế lực đang được chế độ ưu đãi nhất hiện nay, vậy thì chết là đúng quy trình. Còn cái tội bảo kê cho Nhật Cường trốn thuế hay có mười mấy cái sân sau thì dường như những quan chức của Đảng Cộng sản đều như vậy. Tổng Bí thư đã từng nói chống tham nhũng khó phải ta tự đánh ta. Tin vào câu Đảng ta rất nhân văn, nhân nghĩa, nhân ái và nhân tình nên Chung dường như có thông tin đã gặp Tổng Bí thư để xin nhưng dường như đã thất bại. Thế mới biết các loại củi để tống vào lò cũng có nhiều loại, là củi phe ta và củi phe địch. Nếu so sánh tội của Chung con với tội của Hải và Tất Thành Cang, thì tội của Chung chỉ là cái đinh, nhưng Hải ngoài việc có bức tường thép là yếu tố tàu và thế lực bên vợ, chắc chắn cũng đã chịu chi và nay chẳng đe dọa đến ai ở phe nhóm nào. Còn Tất Thành Cang không tan thành củi là vì biết điều. Và trong hàng ngũ tướng công an bị tống vào lò có hai người từng được phong là anh hùng lực lượng vũ trang là Phan Văn Vĩnh, nay là Nguyễn Đức Chung. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020 với bản tin Lo tạo phản, dẹp Chung con, Tổng Bí thư tái xuất nơi đại hội. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de